Đấy là mình tận dụng cái bình làm cái bình tưới nhỏ giọt mọi người ạ. Hôm qua ship hàng cô y tá của xin cô y tá của cho cái dây chuyền nước này. Đó. Đó, mình lấy cái bình này mình đuôi một lỗ cắm vào đây đây đó, chuyên giống như tá chuyên dịch á, mình bỏ bỏ nước lạnh vào đây này. Cái nước lạnh này mình có thể cho chấm vào một ít cái nước mình ủ phân hữu cơ, ủ nước rác nhà bếp á, cho vào một tí cũng được, cho vào một ít loãng loãng đấy, chuyên cả ngày nên rất là tốt, đỡ phải tưới nhiều. Đó, đây là bao nhà mình thì cái ống này nó dẫn đến đây, cái mình làm tưới nhỏ giọt, tưới từ khi đêm giờ mà một thùng này chưa hết đâu. Đó, tưới ở tốc độ này là vừa. Đó. Tưới như này là đất luôn luôn ẩm mà không tốn nước. Một bình, cái bình nước nữa mà từ khi đêm như mà mới với có 1/3. Đây, nó nhỏ xuống chậu, nó nhỏ xuống chậu thì nhỏ xuống chậu thì chậu cái màu ẩm là được. Quả bầu này ra đến này làm thu hoạch được rồi. Sáng nay mình hái.